mẹ đau đớn thế nào để mình sinh ra được trong cuộc đời này. Chờ mẹ xuống vì mẹ phải đi 300 cây. Có rất nhiều người đến đây cứ nghĩ rằng về sẽ có một giấc mơ hoài bão. Tôi không biết cái bức tường, mục tiêu của các bạn ghi điều gì. Cũng giống như anh Cương đã nói, tôi ngồi ngoài kia tôi có nghe. Anh Cương anh nói rằng có người ước mơ một tháng đang kiếm 4 triệu. Và ước mơ của người ta bây giờ mong muốn một tháng kiếm 20 triệu. Có lẽ ở ngoài kia thì sẽ có những người nghe cái điều đó thì lại bảo, ui giời, tao đang kiếm 200 triệu đây này. Nhưng ở trong hội trường này thì không. Bởi vì chúng ta là một trước khi là số một. Có đúng không ạ? Chính vì thế, ước mơ của mỗi người sẽ một khác. Mỗi một thời điểm ước mơ sẽ hoàn toàn khác nhau. Trước khi cho các bạn một trong những cái điều, một trong những cái chuẩn bị về mục tiêu, một trong những cái nghĩ lớn, thì tôi sẽ kể cho các bạn nghe về ước mơ của tôi trước. Tôi đã từng có những ước mơ rất nhỏ các bạn ạ. Và từ ước mơ nhỏ thì tôi mới có ước mơ lớn như bây giờ. Có bao nhiêu trong số các bạn hiểu được rằng để có được ước mơ lớn thì phải xuất phát từ những ước mơ nhỏ? Có đúng không ạ? Và có bao nhiêu trong số các bạn hiểu được rằng ước mơ nhỏ cần phải có người đồng hành thì mới trở thành những ước mơ lớn hơn? Vậy người đồng hành các bạn lựa chọn sẽ luôn phải là sự lựa chọn chính xác. Có đúng không ạ? Đồng hành có thể là một người bạn, có thể là một đội nhóm, có thể là người chồng, cũng có thể là mẹ chồng, bố chồng hoặc em trong gia đình họ hàng. Đồng hành cũng có thể là một đối tác. Tất cả đều quy về hai chữ đồng hành. Vậy tôi kể cho các bạn nghe, tôi không có người đồng hành. Trong một cái quãng thời gian tôi đi lấy chồng, ngày tôi bước chân đi khỏi Bắc Cạn, tôi không lấy 1.000 đồng nào trong phong bì của bạn bè tôi đến cả. Tôi đều để lại hết cho bố mẹ, bởi vì thời điểm đó bố mẹ tôi đã phá sản. Bố mẹ tôi phải cắm cỗ để cưới cho con. Chính vì thế tôi nói với bố mẹ con không cầm 1.000 nào đi cả. Khi tôi đi ra khỏi nhà, tôi rất muốn khóc nhưng nước mắt tôi không thể rơi. Bởi vì người ta nói nếu rơi thì sẽ bị ám, sẽ bị đen cái đám cưới của mình. Tôi nén hai dòng nước mắt vào bên trong. Tôi đi, cái nón tôi mở ra và có vài trăm nghìn mà các cô chú họ hàng thả vào để lấy may. Và trên người tôi đeo những cái sợi dây chuyền nhỏ mà mẹ tôi phải đi vay. Và mẹ tôi vay là vay của chị dâu, là mẹ của anh Lê Thành Công mà đã từng đồng hành với các bạn. Thời điểm đó thì mẹ anh Công, gia đình anh ấy lại có kinh tế hơn gia đình tôi. Đến sau này nhà anh ấy xây được rất to thì lại nhờ tôi. Chính vì thế cuộc đời này chúng ta có những người đồng hành từ những bước đầu tiên. Và tôi nghĩ rằng người đồng hành với tôi ngày đó chính là những con người đó, cho tôi những sợi dây chuyền nhỏ đó. Tuy nhiên khi trở về với gia đình nhà chồng thì phong bì của chồng tôi cũng chỉ có 3 triệu mấy các bạn ạ. Bởi vì tôi lấy chồng rất sớm, hai vợ chồng lấy nhau rất sớm. Vậy thì cả 1 đến 2 tháng tôi chưa có em bé. Mãi đến gần 2 tháng lấy nhau tôi mới có em bé. Và khi lấy nhau tôi phải xin bác sĩ tờ giấy khám thai giả. Có lẽ tôi đã từng kể với các bạn rồi, tôi đã phải rất khó khăn để có thể lấy chồng. Xuất phát điểm chính vẫn là từ việc bố mẹ phá sản, gặp được một người đàn ông có chí làm ăn và cùng có một cái ước mơ khát vọng là muốn kinh doanh. Chính vì thế tôi đã đồng hành với người đàn ông đấy. Tuy nhiên, đồng hành với người đàn ông đấy có thêm một vấn đề chính nữa, đó là cảm nhận người đàn ông đấy rất hiền. Khi tôi lấy chồng về, trong phong bì rút ra chỉ có 3.6 triệu. Tôi có bầu rồi và tôi vẫn ở nhà vậy thôi. Thời điểm đó gia đình nhà chồng tôi đã làm vận tải rồi.
Lúc bầu to tôi còn đi tiếp chiếc X-Center của chồng, đèo đằng sau cả bao nhiêu cây sắt để đèo vào trong lũng bãi để có thể tiếp cho những người công nhân trong đó. Tôi đã từng đồng hành với những đứa con của mình bụng rất to. Ngày hôm nay tôi đồng hành với Đô La đứng trên sân khấu để nhảy nhót. Đó là một chuyện rất bình thường so với trước đây. Các bạn hiểu được rằng trong cái quãng thời gian khi còn bầu bé, được rất là yêu thương và mọi người rất quan tâm. Tuy nhiên, khi bầu to rồi, mọi người vẫn yêu quý, nhưng bản thân mình sẽ có những suy nghĩ. Sắp sinh rồi, làm sao để có thể có được tã cho con? Sắp sinh rồi, lấy cái gì chuẩn bị cho con để đi đẻ? Tất nhiên, có bố mẹ chồng. Tất nhiên, có mẹ đẻ. Tuy nhiên, cái sự sốt ruột trong con người là ai cũng có. Tôi thì không mở mồm ra xin ai trong cuộc đời này cả. Ngày xưa khi tôi còn là học sinh, tôi chưa bao giờ xin bố mẹ tôi mua quần áo. Tôi rất quê mùa. Tôi mặc chiếc quần vải bởi vì mẹ tôi làm thợ may. Cho đến năm tôi 24 tuổi tôi trở về bên mẹ, mẹ mới ngừng cái nghề may đó. Bố tôi rất nghiêm khắc. Đi học là phải cổ nam, đi học là phải đơn giản và giản dị. Tôi chưa bao giờ xin bố mẹ tôi những cái đồng tiền để ăn vặt cả. Cho thì con lấy. Khác biệt với em gái bây giờ. Chính vì thế có những lúc mẹ tôi vẫn nói: mày chả giống con chị mày ngày xưa, cho gì thì mặc đấy. Có lẽ tôi khác em, bởi vì bên cạnh thời điểm tôi phát triển là người con gái mới lớn, có bố đồng hành. Còn em tôi thì khác. Bố tôi đi vắng cả 6 năm trời khi mà nó bắt đầu phát triển là thanh thiếu niên. Chính vì thế, tôi luôn bù đắp cho nó mỗi lần một chút. Và tôi chiều nó và thương nó rất nhiều. Vậy cái quãng thời gian đó, mẹ tôi mới gọi điện xuống: thế đã chuẩn bị tã cho con chưa, để mẹ chuẩn bị. Tôi chỉ khóc thôi. Lúc đấy tôi khóc. Tôi cảm thấy mẹ đang nuôi bố ở trong tù. Mẹ lại phải nuôi em mới lớn đi học, lại phải nghe, rồi là đau lòng vì mình. Nhưng mẹ hạnh phúc vì điều đấy, mẹ tôi rất hy sinh. Và chính vì cái điều đó làm thôi thúc con người tôi phải kiếm cái gì đó để làm ngay bây giờ. Vài tháng trời ở đó, thỉnh thoảng bố chồng đưa cho 1-2 triệu tiêu vặt. Bố chồng rất tâm lý. Và cái khoảng thời gian đó cứ sống trong bao bọc, được chồng yêu thương, chiều vì đang bầu, có lúc nửa đêm còn rủ nhau đi nướng thịt để ăn. Nó cứ như vậy cho đến lúc em bé lớn dần. Chỉ còn 1 tháng nữa là sinh thôi, mới bắt đầu thôi thúc sốt ruột. Và nghĩ rằng làm cái gì bây giờ để có tiền nhở? Mở mồm ra xin thì tôi không phải là thuộc tiếp đấy. Tôi mới lên trên cộng đồng mạng. Tôi bắt đầu biết dùng Facebook. Ngày đi học đại học, thấy con bạn cùng phòng nó dùng Facebook. Mình ngồi mình nghĩ, mình bảo chơi cái đấy làm đéo gì, mất thời gian, không biết cái gì cả. Mặc dù nó cứ chơi, mình bên cạnh không biết. Đến khi lấy chồng rồi mới bắt đầu biết dùng Facebook. Và lên trên cộng đồng mạng, lên trên Google để search cái gì đang hot nhất. Tôi đánh như vậy. Cái gì đang hot nhất, nghề gì tuổi teen đang thích nhất? Nó cho tôi từ khóa trả lời: nghề bán hoa lụa các bạn ạ. Các bạn có nhớ không, có những cái khoảng thời điểm cách đây 5 năm, hoa lụa rất là thịnh hành. Nó được uốn từ những bàn tay khéo léo, rất đơn giản, từ những chiếc vải voan, từ cây kẽm sắt nhỏ, để có thể uốn thành những bông hoa, thành những cái cánh hoa bằng sắt, sau đó chụp cái cây voan, lá voan lại, vải voan lại, rồi cột lại bằng sợi chỉ, xếp các cánh hoa vào là thành những bông hoa lớn. Từ những bông hoa lớn xếp vào cái cây, cái cảnh. Tôi đã bắt đầu đi vay đồng tiền đầu tiên. Đồng tiền này tôi vay là của bà nội nhà chồng. Tôi vay bà 2 triệu. Lần đầu tiên tôi nghĩ rằng
tôi phải vay, tôi phải có đồng vốn. Với số 3,6 triệu hai vợ chồng bóc từ phong bì tiêu hết rồi. Mỗi một tháng bố chồng đưa cho 1,5 triệu để tiêu vặt cũng tiêu hết rồi. Chả tích lũy gì cả. Tôi tiêu tiền giỏi đến mức độ mẹ chồng cũng còn phải phê phán vì góc độ tiêu tiền của tôi. Nhưng tôi không tiêu cho mình. Tôi chỉ có 2-3 chiếc váy bầu mặc đi mặc lại các bạn ạ. Mẹ tôi may, mẹ tôi gửi xuống. Ngày hôm nay tôi đi chợ, mẹ chồng đưa tiền, có thể là 200.000 đồng nhưng tôi toàn mua lên 250 thôi. Tức là tiền bố chồng cho tôi toàn thêm vào để mua thức ăn cho gia đình hoặc là mua quần áo cho chồng. Tôi như vậy. Mẹ lên án là bởi vì không biết tiết kiệm các bạn ạ. Nhưng mẹ biết tôi không tiêu cho thân tôi. Và khi tôi quyết định, tôi vào trong bà nội, tôi nói với bà ơi, bà cho con vay ít tiền để con đi mua cái này về, con làm con bán. Bà mới nói rằng, ừ, bà có một cái quỹ của các cụ. Bởi vì bà ở trong một cái nhóm, có các cụ ở đó, có một cái quỹ. Quỹ này bình thường ấy thì bà sẽ cho vay hoặc bà gửi ngân hàng theo lãi suất của ngân hàng. Vậy thì tôi cũng nói rằng, vâng, vậy thì con vay lãi suất mà bà đang cho vay. Vậy trong 2 triệu đồng đó, tôi mượn bố chồng chiếc xe. Tôi đi ra khoảng tầm 60 cây số. Ra ngoài trường học tôi đã học là trường Đại học Lâm nghiệp, là Xuân Mai, Hòa Bình. Tôi đi ra, tôi mua. Tôi mua hết 2 triệu tiền vốn, nào là kẽm, nào là chỉ, nào là vải voan. Tôi về nhà, tôi ngồi, tôi uốn từng lọ hoa một. Được cái trời sinh khéo léo, học nhìn YouTube là biết làm rồi. Tôi cho tôi một cái ấn định thời gian, 1 tháng phải kiếm được tiền già bà. 1 ngày phải làm ra được ít nhất 2 lọ hoa. Phải công nhận là tìm được cái đam mê và sở thích nên rất chịu khó. 1 ngày làm được lọ hoa nào đặt ra trước cửa nhà cũng bán hết. Bán giá rất cao, lãi suất rất cao. Và khi 1 tuần thôi, tôi đã thu được hơn 2 triệu đồng. Tôi dư ra số vốn rồi và đồ đạc ở nhà còn. Đó sẽ là đồng tiền làm ra để lại làm vốn. Và trách nhiệm của mình phải mang 2 triệu đồng này vào giả bà ngay lập tức. Đúng 1 tuần tôi mang vào giả bà. Tôi nhân lãi suất lên đưa bà. Bà mới nói, bà bảo lãi suất là chỉ để con cố gắng thôi. Để con biết rằng mình phải cố gắng nhiều hơn, còn lãi bà không có lấy. Vậy là tôi giả bà 2 triệu, tôi quay trở về với đống đồ còn ở nhà đó và nhon lên và bán hàng. Cứ như vậy, còn có 10 ngày là nữa sinh thôi. Tôi đã tự mua cho mình được những cái đồ tã cho con mình. Tôi đã làm ra được rất nhiều lọ hoa, hình như là 30-40 bát hoa gì đó. Đúng ngày 30 Tết, người ta gọi là cái chợ phiên. Tôi mới gọi xe cải tiến. Tôi bụng rất to các bạn ạ, to vượt mặt. Ngày hôm đấy mưa rất là to. Tôi đã xếp những cái bình hoa của mình lên trên bàn. Lên trên cái bàn của xe cải tiến đó tôi thuê mang lên chợ. Đến chợ thì tôi quên mất một điều. Mình có lều đâu mà mình ngồi. Vậy thì tôi mới đi tìm. Tôi tìm được một cái chỗ ngồi mà của bác bán gạo. Có cái lều ở đó. Tôi xin bác. Bác ơi, bác cho con để nhờ được không? Nếu như mà bác thuê thì bác chia đôi bác con mình cùng chi vậy? Bác bảo được. Con dâu nhà Tuyết Hoàn à? Chắc là tôi chịu khó. Chắc là ở cái xã đó, ở cái thành phố đó, ở cái tỉnh đó, tôi là cô gái làm hoa lụa truyền từ tai người nọ đến tai người khác, nên họ biết tôi. Và tôi bày ra đó, tôi bán. Mưa to lắm các bạn ạ. Bán được rất ít thôi. Bởi vì mưa to và Tết thì người ta đi mua đồ ăn các bạn ạ. Bởi vì đồ sắm thì người ta đã sắm từ những hôm trước rồi.
Mưa to lắm. Tôi nhận được cuộc gọi của bố chồng. Bố chồng tôi rất tâm lý, tuy nhiên lại rất là gia trưởng, nề nếp, gia phong. Bố tôi chưa bao giờ mắng tôi cả, nhưng hôm đó thì lại mắng tôi. 30 Tết rồi, bán cái gì? Về xem dọn dẹp nhà cửa. Mặc dù nhà cửa tôi đã dọn từ hôm trước rồi, ngày nào tôi cũng dọn, nhưng mà 30 Tết, theo như phong tục gia đình chồng tôi thì phải ăn tất niên. Con dâu cháu dâu thì phải về để nấu cơm, phải thắp hương gia tiên tiền tổ. Tôi cũng tính là tôi chỉ đi chợ đến 11 giờ là tôi về thôi. Và trước khi đi tôi đã bảo mẹ, mẹ giúp con ngày hôm nay nhé. Tuy nhiên, những cái lời lẽ đó tôi không giận, tôi không tự ái, mà tôi tự trách mình chưa sắp xếp được thời gian hợp lý nhất. Tôi lại gọi xe cải tiến xếp hoa về. Thấy con bé lũi cũi xếp hoa lên xe, bao nhiêu người bán hàng, từ hàng thịt, từ hàng rau, hàng cá chạy ra ủng hộ con bé. Đưa đây, tao mua cho, xong về đi. Tại vì thấy cái cuộc điện thoại đó, khi mà nghe thì vâng rất to, nhưng khi mà tắt thì nước mắt nó rơi. Chính vì thế họ thương, họ ra, họ mua hết. Tuy nhiên họ mua với một cái giá lãi suất rất thấp. Tôi tặng họ và chỉ lấy lãi suất thấp thôi. Có những bình thì không lấy cả lãi suất. Và tôi không còn gì nữa để mang về nhà. Còn một cái bình hoa cuối cùng đẹp nhất thì tôi nghĩ là mùng 2 Tết lên mẹ, tôi phải ôm nó đi. Chính vì thế tôi ôm một cái bình hoa cuối cùng về nhà. Họ trả giá rất cao nhưng tôi không bán. Tôi nghĩ rằng về với mẹ chắc là chỉ tặng mẹ bình hoa thôi, bởi vì mình cũng đang rất là khó khăn. Và tôi ôm bình hoa về. Tôi là một người có một cái tư duy, cũng như có được một cái sự chăm chỉ mà bố tôi đã rèn luyện. Về đến nhà là lúc 10 giờ sáng. Tôi vẫn làm được hết tất cả mọi việc mà một cô cháu dâu phải làm. Tôi làm rất nhanh. Được cái ngày xưa bố tôi nạt tôi, dạy tôi, mới cho tôi được một cái nề nếp tốt. Trong vòng đến 12 giờ trưa, tôi đã sắp xếp rất đầy đủ 4 mâm cơm lên bàn thờ. Được cái làm rất nhanh các bạn ạ. Mọi thứ vẫn vẹn toàn. Đó cũng là bữa cơm Tết đầu tiên tôi bê lên bàn thờ gia đình nhà chồng. Và mãi đến sau này, đợt vừa rồi chồng tôi về để cúng, tôi vắng mặt vì ngày hôm đó tôi họp lãnh đạo cấp cao. Có những câu nói mà chồng tôi nói lại: mâm cơm này không đầy khi chẳng có con anh, mâm cơm này vị chẳng ngon khi con anh nó thiếu mặt. Đó là những câu nói trong 5 năm tôi lấy được. Tôi có được là tài sản khi đi lấy chồng. Rất tự hào các bạn ạ. Vậy sau khi tôi đã sinh con, vào ngày mùng 10 Tết, tôi sinh thằng bé lớn. Sau khi sinh con rồi, tích được 10 triệu cất đi các bạn ạ. Bán hoa cất được 10 triệu. Sinh con xong rồi, cái quãng thời gian sinh con tôi còn vất vả nữa. Tôi cạn 50% nước ối. Lúc đấy Tết chồng tôi đi đánh bạc, tắt điện thoại, gọi chả thấy. Mà nếu như không có chồng ký và tờ giấy đấy, tôi không có được đẻ. Bởi vì tôi phải ngậm thuốc kích thích. Gia đình nhà chồng không quyết định cho mổ. Tôi cứ như vậy, chờ chồng về. Bố tôi huy động tất cả những người quen biết để gọi chồng tôi về. Trước khi tôi ngậm thuốc kích thích lên bàn đẻ, bởi vì tôi không có cơn đau, thì ngậm thuốc kích thích bắt đầu cơn đau dồn dập. Khi cơn đau dồn dập nhận được chữ ký của chồng, tôi được đẻ. Đau 2 tiếng mới hiểu được cảm giác mẹ sinh mình ra thế nào. Mẹ đau đớn thế nào để mình sinh ra được trong cuộc đời này. Chờ
chờ mẹ xuống vì mẹ phải đi 300 cây. Ôm mẹ chồng và khóc, con đau quá. Mẹ chồng nói một câu là chồng mày vừa cắm xe máy và dây chuyền hết rồi. Nghe thấy câu nói đó, tôi không đau lòng. Tôi gạt nó ra khỏi suy nghĩ của mình vì việc của mình bây giờ không phải là nghĩ về điều đó. Có lẽ là lúc đó vẫn còn sống với bố mẹ, nên điều đó mình vẫn hình dung là có bố mẹ rồi. Việc của mình bây giờ là phải đẻ. Trong vòng khoảng tầm một tiếng, tôi sinh được bé Bo, rất khỏe mạnh. Thời điểm sinh bé Bo ra là thời điểm mưa rất to, rất to. Lúc đau đẻ trời không có mưa nhiều, nhưng thời điểm mà đẻ xong nó thì mưa rất to. Mãi đến sau này khi các cô thầy bói nói đẻ nó ra thì mới ở được với nhau, còn không vợ chồng bỏ nhau từ lâu rồi. Có lẽ cuộc đời này mang đến cho tôi những đứa con tuyệt vời, để nó là những động lực cuộc sống. Tôi trải qua rất nhiều khó khăn, ngày hôm nay kể sẽ không bao giờ hết cả. Đó là khó khăn lần đầu của cuộc đời. Tuy nhiên các bạn hãy nhớ nó là bài học. Đừng bao giờ để bất kỳ một khó khăn của người khác, một cái lỗi lầm của người khác làm ảnh hưởng cảm xúc của mình, làm ảnh hưởng trách nhiệm mình đang làm. Việc của mình không phải ôm cảm xúc của người khác và trách nhiệm của người khác trong lúc mình cũng đang có trách nhiệm. Phải biết cho cái gì vào đầu và loại cái gì ra khỏi đầu. Cái gì vui thì ta cho vào não, cái gì không vui ta phải loại nó ra ngay. Có được không? Tiếp theo đó, sinh Bo ra rồi, đến 2 tháng, làm gì để nuôi con? Bắt đầu lại những câu hỏi. Tôi với chồng, chồng thì được đầu tư một cái xe tải. Tuy nhiên khi bố mẹ chồng đầu tư, làm phải đưa cho bố mẹ, trả hết cái xe này thì các con mới được cầm. Tôi cảm thấy vui vì điều đó. Như vậy chúng ta mới có trách nhiệm, như vậy chúng ta mới cố gắng. Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc tôi không được dùng đống tiền đấy. Và tôi chỉ hàng ngày cứ ở nhà vậy thôi, cơm nước, lặt vặt. Cái nghề hoa thì nó thất truyền rồi, có phải Tết đâu mà người ta đi mua, có đúng không ạ? Nuôi thằng bé đến 6 tháng, sốt ruột.